xin sao biết, xin sư cho con biết rõ cái biết trong khi theo dõi hơi thở là gì? Có phải mình dùng tưởng để hình dung hơi thở khi đang theo dõi hơi thở vào hay ra hay không? Cái tưởng ấy, tác dụng của tưởng là để mình hình dung ra hơi thở, nhưng mà cái chuyện mà mình biết cái hơi thở á, nó là cái um, nó thuộc về cái tâm sở niệm nha nó thuộc về cái tâm sở niệm tức là cái sự ghi nhận rõ việc gì đang xảy ra đối với thân thọ tâm pháp thì nó thuộc về cái tâm sở niệm